Không chỉ áp dụng công nghệ AI trên TV, ông lớn Hisense bật mí loạt sản phẩm được áp dụng công nghệ AI theo ba hướng: hình ảnh, trải nghiệm và kịch bản. Hisense là một công ty công nghệ hàng đầu thì chúng tôi không thể bỏ qua AI. Hiện nay AI chúng tôi không phải là trên cái ngành hàng TV, và trong tất cả các sản phẩm của Hisense thì chúng tôi đang đều tập trung vào phân tích và phát triển cái công nghệ AI. Ví dụ như đối với cái sản phẩm tủ lạnh này, thì chúng tôi cũng có công nghệ AI để tự điều chỉnh về nhiệt độ và làm mát. Hay là đối với máy giặt thì chúng tôi cũng có cái công nghệ AI để tự cân chỉnh về khối lượng khi giặt, hay là tự cân chỉnh về đặt cái chế độ thời gian giặt, hoặc là điều khiển qua bằng smartphone. Còn đối với TV thì đây là một cái lĩnh vực mà chúng tôi cực kỳ tập trung vào công nghệ AI. Và riêng về ngành TV ấy, thì AI là sẽ tạo ra một sự đổi mới về công nghệ vô cùng quan trọng đối với tập đoàn chúng tôi. Thì AI chúng tôi đang tập trung vào phát triển về ba lõi. Thứ nhất là AI về hình ảnh, thứ hai là AI về trải nghiệm, và thứ ba là AI về kịch bản. Thì để giúp cho người dùng có thể thao tác đơn giản nhất mà có thể tìm được những nội dung hay những cái dịch vụ một cách nhanh nhất. Và yếu tố thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung phát triển vào công nghệ AI nhưng vẫn đi xoay quanh vào người dùng, với bốn giá trị cốt lõi cho người dùng. Thứ nhất là âm thanh và hình ảnh làm sao trung thực nhất. Và thứ hai, thao tác một cách dễ dàng nhất. Và thứ ba là hoạt động một cách mượt mà nhất. Và thứ tư là dịch vụ phong phú nhất.